Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thầy Họ Web. Và bây giờ chúng ta tiếp tục bài học. Hello, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thầy Họ Evoli. Các bạn thương mến, thì tiếp tục bài học, thì clip này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mình canh giữa đối tượng trên trang web như thế nào. Rồi, mời các bạn theo dõi phần hướng dẫn chi tiết ngay sau đây ha. Để tiếp tục buổi học hôm nay thì chúng ta tiếp tục lấy cái đoạn code bữa trước để chúng ta làm tiếp. Thì canh giữa đối tượng trên trang web là như thế nào thì chúng ta sẽ có nhiều cách hiểu khác nhau. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ canh giữa nội dung của một cái box nào đó ha. Tức là thẻ B thì canh giữa nội dung của những cái gì đó trong thẻ B, hoặc là thẻ div thì canh giữa nội dung của những gì đó trong thẻ div. Đó là canh giữa nội dung ha. Còn cái thứ hai mình cần hiểu đó là mình canh giữa đối tượng, tức là cái đối tượng nó phải nằm giữa, nó khác ha, hai khái niệm nó khác nhau. Các bạn phải hiểu được mình đang canh giữa cái gì đó. Nếu mà các bạn canh giữa nội dung thì các bạn chỉ cần sử dụng thuộc tính là test align đó. Còn nếu mà mình canh giữa một đối tượng nào đó với một đối tượng nào chứa nó lại khác ha. Rồi, bây giờ mời các bạn theo dõi chi tiết tôi viết code như sau. Với một cái trang web bất kỳ thì các bạn hay thấy là nội dung trang web đang nằm ở giữa ha. Đó là một trang web chuẩn ha. Tức là nó không có những cái phần nào mà nó tràn ra đầy cái trình duyệt cả. Nó canh giữa màn hình thôi ha. Thì cái này người ta gọi là canh giữa đối tượng, nghĩa là tất cả nội dung trang web canh giữa trình duyệt. Đó, thì mình sẽ viết như thế nào. Rồi, ok. Tôi sẽ bổ sung cho một cái div ở đây nha. Tôi bổ sung một cái div đây. Div này nó chứa tất cả nội dung trang web. Đó, ví dụ vậy ha. Rồi, ok. Tôi sẽ cho một cái class tên là box center. Đó. Rồi, ở đây tôi khai báo class thì trong CSS tôi viết làm sao các bạn? Ôm lại bài cũ ha. Nếu mà ở đó mà tôi khai báo class thì ở đây mình là khai báo tên CSS làm sao? Chấm và là box center. Thì đây là tự bản thân đối tượng đó phải canh giữa so với cái đối tượng chứa nó ha, bất kỳ ha. Cái này là nó so với cái đối tượng là body, nó so với cái thẻ là body ha. Nó là box center, nó so với thẻ body. Thì cái cách nó canh giữa như sau. Thì thứ nhất là mình phải xác định được cái width là mình canh giữa bao nhiêu ha. Ví dụ như là tôi canh là 80% so với bề ngang của trình duyệt đó ha. Rồi sao nữa, tôi sẽ có thêm một cái margin ha, một cái thuộc tính canh lề rất là mình sử dụng thường xuyên luôn. Rồi margin ha, thì cái margin này thì mình có thể là xác định một giá trị, xác định hai giá trị và xác định bốn giá trị đó. Nó có ba cách để xác định như vậy. Nếu mình xác định một giá trị nghĩa là top left right bottom đó. Ví dụ như tôi cho 20 pixel à, thì nó là top 20, bottom 20, left 20, right 20. Còn ví dụ tôi cho là 0, tức là top bottom bằng 0. Rồi, bên trái bên phải là ô tu. Tôi cần canh giữa cho nên tôi cần bên trái bên phải là ô tu. Và top bottom tôi cho bằng 0 để cho nó sát lên trên của trình duyệt. Ok ha. Rồi ok, các bạn sẽ trải nghiệm F5 ha. Thì tất cả nội dung nó canh giữa màn hình đó. Ví dụ như mình muốn là nó xích vô nữa, nó chừa rộng hai bên tí xíu, thì đây mình có thể là 70, 60 ha, tùy mình đó. Thì cái này là canh giữa màn hình, các bạn hình dung không? Rồi ok, cái test này nè các bạn đó, cái test này nè nó đang là canh lép ha, nó đang là canh lép nè. Bây giờ mình muốn canh giữa thì mình làm sao? Rồi mình coi nó nằm ở trong cái thẻ nào. Ví dụ mấy cái này nằm trong thẻ B, thì bây giờ ví dụ tôi có đặt ra vấn đề là thẻ B này tất cả những cái gì ở trong thẻ B nó đều canh giữa ha, thì tôi sẽ bổ sung thuộc tính cho thẻ B. Coi thẻ B tôi có thuộc tính chưa, tôi có cơ sở đấy chưa? Chưa ha, thì tôi sẽ khai báo thẻ B. Rồi tôi muốn canh giữa các nội dung trong thẻ B này là canh giữa, thì tôi là test align center đó. Nói vậy đó, thì tất cả mọi thứ đều canh giữa đó ha. Cái nào thuộc về thẻ B là canh giữa, cái nào thuộc thẻ B canh giữa, canh giữa đó. Các bạn hình dung không? Đó. Rồi, ví dụ tôi canh giữa cái gì nữa ta? Canh giữa nguyên cái này. Đó, thì tôi coi nè. Nguyên cái này là nó nằm trong một thẻ div. Ha, hình dung không? Rồi tôi muốn tất cả mọi thứ này nó canh giữa. Đó, cái div này canh giữa. Thì có phải là tôi cho class box center không? Box center. Rồi ok, tôi khai báo một class tôi có thể sử dụng nhiều lần ha. Đó, thì nó là canh giữa của thằng div lớn. Các bạn hình dung không? Thằng div lớn là thằng nào? Thằng div lớn là thằng box center lớn nè. Thằng box center này nè, nó là 80% của thằng body ha. Còn thằng này là 80% của 80% thằng này, cho nên nó nằm vậy là ok. Đó, và này là cái b canh giữa nè. Rồi bây giờ mình muốn là cái thằng này nè, tất cả những thằng này nè,
nó đều canh dựa hết, thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái thuộc tính nữa, một cái CSS nữa, chẳng hạn là canh dựa. À, các bạn có quyền đặt tên CSS là tên tiếng Việt không dấu và đừng có cho khoảng trống nha. Rồi mình có thể ghi cái canh giữa này nè. Rồi mình định nghĩa cái canh giữa này. Ví dụ như canh giữa này là cái Path Align Center thì chúng ta có thể là phẩy, tức là cái class canh giữa này nè, nó cùng có giá trị CSS giống như thẻ B thì mình sẽ ghi chung như thế này và cách nhau một dấu phẩy. Ok ha. Rồi ok. Các bạn enter em nào. Rồi, nó đã canh giữa rồi các bạn, cho nên mấy cái này nó không có giá trị gì cả ha. Rồi bây giờ thẻ B mình đâu rồi? Thẻ B mình đâu? Thẻ B mình bỏ luôn đi. Đó, ví dụ thẻ B bỏ luôn. Rồi ok. Rồi ok ha. Đó ha. Bây giờ thẻ B mình đã bỏ rồi thì ở ngoài này nó không còn canh giữa nữa. Nhưng mà cái thẻ B này nó canh giữa tại vì nó có chữ canh giữa của thằng điếp, à, của ông nội ha. Ví dụ như thẻ B này là cha của mấy đứa này. Rồi thẻ điếp này là ông nội ha. Nó vẫn thừa kế được cái những cái thuộc tính của ông nội chuyển xuống. Đấy ha. Rồi các bạn đã hiểu được thế nào là test align và thế nào là box center. Đó, box center. Thì box center các bạn nhớ rằng mình chỉ cần sử dụng hai thuộc tính này thôi thì mình canh giữa được liền ha. Một thuộc tính là width, một thuộc tính là margin. Hai thuộc tính thế các bạn, duy nhất là hai thuộc tính thôi, đừng có suy nghĩ thêm những thuộc tính khác. Muốn có những thuộc tính khác thì các bạn có thể đẻ thêm những thẻ div ở phía trong thẻ box center đó ha. Rồi các bạn làm tiếp. Còn khi các bạn muốn canh một đối tượng nào đó tự động nó canh giữa thì các bạn dùng hai thuộc tính này để các bạn định nghĩa CSS cho nó. Rồi, các bạn vừa theo dõi cái phần hướng dẫn là hai khái niệm để canh giữa, tự canh giữa bản thân nó hoặc là nó canh giữa nội dung phía bên trong nó nha. Rồi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye. Các bạn ơi, nếu mà các bạn lần đầu tiên đến với kênh Thầy Học Web, mời các bạn nhấn nút like, subscribe và đăng ký kênh để nhận được các bài học mới nhất. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn. Bye bye.